Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 5 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam, nguyên nhân chính gây mưa trong những ngày vừa qua đang hoạt động mạnh hơn, hình thành một xoáy thấp ngay trên khu vực Bắc Bộ, nên mưa còn gia tăng cả về diện và cường độ. Toàn vùng trời nhiều mây, các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nền nhiệt trong ngày giảm hẳn chỉ phổ biến từ 28 đến 31 độ, nên tiết trời khá mát mẻ dễ chịu. Sang ngày mai thì rãnh áp thấp gây mưa vẫn hoạt động mạnh, nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc từ Lai Châu, Điện Biên sang cả Lạng Sơn, Quảng Ninh vẫn là những điểm được dự báo sẽ có lượng mưa lớn, nên người dân ở các khu vực này thì cần hết sức cảnh giác với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Sang ngày mùng 7 thì rãnh áp thấp sẽ hoạt động yếu dần nên mưa sẽ giảm đi cả về diện và lượng xuống còn mức độ rải rác. Đến ngày mùng 8 thì mưa tiếp tục giảm thêm, nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày dao động từ 30 đến 33 độ. Ngày hôm nay thì rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam cũng làm cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế chuyển sang trạng thái nhiều mây. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, thậm chí một số nơi còn xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, và nhiệt độ giảm hẳn. Trời mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ phổ biến trong khoảng 30 đến 32 độ. Sang ngày mai mưa tiếp tục xảy ra tại khu vực này và duy trì tiết trời mát mẻ. Ngày mùng 7 thì mưa giảm dần và thu hẹp lại chỉ còn tập trung ở phần phía bắc của khu vực. Từ ngày mùng 8 thì toàn khu vực chỉ có mưa vài nơi, ngày đồng loạt chuyển nắng và nhiệt độ tăng nhanh lên mức nhiệt 32 đến 35 độ. Đối với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ít bị ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp nói trên, nên trong 3 ngày sắp tới thì trời phổ biến là ít mưa, ngày có nắng, nên nhiệt có xu hướng giảm nhẹ trong ngày mai, sau đó sẽ tăng trở lại và xuất hiện nắng nóng cục bộ với mức nhiệt từ 32 đến 35 độ. Lui xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động trở lại, nhưng mức độ không mạnh mẽ, nên mưa rào và dông chủ yếu xảy ra rải rác vào lúc chiều tối với lượng không nhiều, phổ biến từ 5 cho đến 10mm một ngày. Còn vào ban ngày thì tại các khu vực này trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên và dao động từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày sắp tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ ngày mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng khả năng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 28 đến 31 độ. Sau ngày mùng 7 thì mưa sẽ giảm xuống diện rải rác, nhiệt độ tăng lên 29 đến 32 độ. Ngày mùng 8 mưa giảm hẳn xuống diện vài nơi, ngày nắng và nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều là từ 30 cho đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày mùng 6 nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to và dông. Cần cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Khả năng có lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Ngày mùng 7 thì mưa giảm dần, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang ngày mùng 8 thì mưa giảm hẳn xuống diện vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 28 đến 31 độ, sau đó thì tăng thêm khoảng 1 độ mỗi ngày. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Sang ngày mùng 7 thì mưa thu hẹp lại chỉ còn ở phần phía bắc của khu vực. Nhiệt độ giảm, cao nhất ngày dao động từ 29 đến 32 độ. Ngày mùng 8 mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ tăng. Một số nơi thì xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ sẽ tăng lên mức nhiệt là 32 đến 35 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, vào ngày mai sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất ngày dao động từ 32 đến 34 độ. Ngày mùng 7 và ngày mùng 8, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tăng thêm khoảng 1 độ. Trở vào với khu vực Tây Nguyên, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ, rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới thì mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 đến 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, ngày mai trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to. Ngày mùng 7, mưa giảm dần, còn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang ngày mùng 8 thì mưa giảm hẳn xuống diện vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 28 đến 31 độ, sau đó tăng thêm khoảng 1 độ mỗi ngày. Trên biển tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió hoạt động ở mức cấp 3, cấp 4, mưa ít xảy ra nên tầm nhìn thông thoáng và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rào và dông, tàu thuyền cần cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.
Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.